Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Phim Vạch Trần cô gái gốc Việt thuê người giết bố mẹ đứng top 1 toàn cầu, chứa loạt tình tiết càng xem càng sốc. Chỉ mới ra mắt vào ngày 10 tháng 4 vừa qua, nhưng phim tài liệu What Jennifer Did, Jennifer đã làm gì, đang khiến khán giả toàn cầu không khỏi sốc và phẫn nộ. Dự án vạch trần những tình tiết vụ án gây rúng động nhất nước Mỹ trong vòng 15 năm qua đã nhanh chóng leo thang lên vị trí top 1 toàn cầu, cho thấy mức độ quan tâm của người xem khắp nơi về những gì mà vụ việc này còn bỏ ngỏ. What Jennifer Did thuật lại những sự kiện kinh hoàng đã xảy ra vào đêm định mệnh ngày 8 tháng 11 năm 2010. Khi ấy, cô gái trẻ người Canada gốc Việt tên Jennifer Pan đã gọi điện báo cảnh sát. Trên báo Việt, bản thân và bố mẹ bất ngờ bị một nhóm thanh niên đột nhập vào nhà, khống chế để cướp của. Vụ tấn công đã khiến mẹ của Jennifer thiệt mạng, còn bố của cô thì bị thương nặng. Những tưởng đây chỉ là một vụ cướp thông thường, nhưng phía cảnh sát nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Hàng loạt tình tiết, manh mối bắt đầu cho thấy Jennifer dường như đang nói dối, che đậy điều gì đó. Mọi thứ bắt đầu từ đoạn camera an ninh nhà hàng xóm, ghi lại việc băng cướp vào nhà của Jennifer một cách nhẹ nhàng, không cần cậy phá như có ai mở sẵn cửa. Trang Wall Street Journal dành lời khen ngợi What Jennifer Did khi là dự án phim xuất sắc về nhiều khía cạnh, yếu tố từ giật gân tội phạm, cách phô diễn kỹ thuật thẩm vấn của cảnh sát, đến hàng loạt lát cắt câu chuyện về gia đình, con cái và mâu thuẫn thế hệ. Cách tiếp cận của Netflix đi theo hướng thông thường, từ vụ án đến dần dần bóc tách những tình tiết gây sốc và sau cùng là sự thật. Theo tình tiết phim, Jennifer Penn bắt đầu thù ghét bố mẹ vì cấm cản cô theo ngành học cô yêu thích. Bố Jennifer muốn cô làm dược sĩ, trong khi mẹ lại muốn cô theo đuổi sự nghiệp nghệ sĩ dương cầm. Jennifer về sau hẹn hò với một tên buôn hàng cấm là Daniel Wong. Cả hai cùng nhau dàn dựng vụ cướp, thuê ba thanh niên lạ mặt để sát hại bố mẹ của cô. Sau cùng, mọi chuyện bị cảnh sát phanh phui và Jennifer phải trả giá. Tuy vậy, What Jennifer Did cũng chia sẻ giới phê bình sâu sắc với chỉ 57% điểm số tích cực trên Rotten Tomatoes. Jan Kochemis cho rằng phim có nhiệt độ khá vội vàng và đã lướt qua rất nhiều chi tiết quan trọng khiến chất lượng phim không hoàn chỉnh. Trên mạng xã hội, nhiều netizen cũng than phiền việc phim chẳng khác nào thuật lại trang Wikipedia và nhất là việc không hề đề cập đến nhân vật người em trai Felix. Felix vốn dĩ đi học xa và vắng nhà khi vụ án xảy ra, song cũng là mắt xích quan trọng trong việc lý giải hành vi của chị gái. Nhiều khán giả trên Reddit nghi ngờ rằng việc loại bỏ hoàn toàn Felix ra khỏi nội dung là một hành động trả đũa vì Netflix không mời được người này tham gia phỏng vấn.